Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Bắt đầu vào đến cửa hàng trung tâm đồ gỗ Văn Sáu thì chúng ta sẽ nhìn thấy tràn ngập những cái bộ bàn ghế. Và ở đây chúng tôi hôm nay giới thiệu cho quý vị một số các cái bộ bàn ghế để cho quý vị lựa chọn trang trí kê vào phòng khách để làm sao cho nó phù hợp, đúng không ạ? Ở đây thì như quý vị nhìn thấy là những cái bộ bàn ghế như là bộ bàn ghế Trương Voi. Đây là Âu Á Trương Voi. Thì được làm trên chất liệu bằng gỗ hương. À, chia sẻ cho quý vị để cho quý vị nắm được. Tôi sẽ đóng cái cửa này lại để cho nó đỡ ồn. Bộ bàn ghế này là cái đoạn dài này là dài 2m4. Đấy. Về cái chiều dày của cái chương này này thì là dày 6. Đấy. Dày 6. Đây. Bàn đây. Đấy, bàn này là của nó là 1m4 nhân với lại 70. Đây là những cái ghế ghế này là ghế ngắn, hai ghế ngắn, một ghế dài, hay người ta gọi là một đoạn dài, hai văng ngắn. Đấy, một bàn và hai đôn. Đây, vào đây. Chú vào không nhỉ? Đấy, một bàn hai đôn. Đấy. Ở các cái đằng trước đằng sau đây thì anh em nhìn thấy này. Đấy, đây. Về cái phần chạm khắc ấy thì chia sẻ cho anh em thì chúng tôi để ở đây tức là rất là nhiều đồ cho nên là không trưng bày một cách gọi là chi tiết cho anh em. Bởi vì thỉnh thoảng thì khách hàng hay là những người thợ người ta cứ bày biện các thứ lên trên này cho nên là nó cũng hơi vướng một chút. Đấy. Đấy, bộ như này được làm trên chất liệu bằng gỗ hương đá. Đấy, rất là bền luôn. Anh em nhìn qua qua anh em sẽ thấy đúng không ạ? Và nếu như anh em nào mà đến trực tiếp thì anh em sẽ thấy rõ hơn, nét hơn. Đấy, đường nét chạm khắc thì rất là cẩn thận như thế này. Đấy, làm sạch sẽ đúng không ạ? Đấy. Đấy, vân của cái bàn này vân là đẹp không? Đấy, vân rất là đẹp luôn. Đấy, vân gỗ này rất là đẹp luôn, làm sạch sẽ như này. Đây, chạm khắc rất là cẩn thận luôn, sạch sẽ luôn đây. Đấy. Bộ này là Trương Voi, nó như này. Đây là Trương Voi thì nó kiểu như này. Đấy, gọi là bộ Âu Á Trương Voi. Bộ này là có giá 33 triệu. Hàng dày dặn, đẹp đẽ, chắc chắn. Hàng toàn lõi, không có dính rác. Đây, sang đến cái hàng này thì hàng Trương Quấn. Giá cũng vậy. Đây, hàng Trương Quấn. Trương Quấn là nó trương như này. Đấy, Trương Voi là nó có hai cái đầu con voi ấy. Còn Trương Quấn thì nó kiểu này. Đấy. Đấy. Đấy, cũng một đoạn dài hai văng ngắn và một bàn hai đôn. Đấy. Đấy. Nếu như anh em nào mà muốn sở hữu đồng bộ thì nó có cả những cái kệ tivi này này. Đấy. Bộ bàn ghế thì đi theo kệ tivi. Đây, kệ tivi cũng theo cái hình thức rất là đẹp. Đấy. Cái tivi để trên cái phần cao nhất này này. Đấy, thoải mái anh em để cái tivi 100 inch được. Chạm trổ rất là sắc nét, dày dặn. Đấy, đây. Đấy, anh em thấy chưa? Còn những cái bộ bàn ghế bên kia thì nó to hơn. Thì sau tôi sẽ chia sẻ sau cho quý vị về cái video sau. Còn cái video này thì chia sẻ cho quý vị về cái bộ bàn ghế tay hộp Âu Á này. Giá 33 triệu. Đấy, nằm mặt sau này làm sạch sẽ hết này. Đấy, vân đẹp. Không bị lỗi vết gì. Đấy, chắc chắn anh em nhìn thấy chưa?
Cho nên anh em nào mà có những cái nhu cầu muốn mua những bộ bàn ghế tại trung tâm đồ gỗ Văn Sáu thì anh em hãy đến tại trung tâm đồ gỗ Văn Sáu, số nhà 407 đường Hoàng Quốc Việt, trung thành phố Yên Thái Nguyên, hay là anh em có thể điện thoại đến số 0968 152 070 hoặc là 0972 282 070. Chúng tôi sẽ vận chuyển đến tận nơi cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những cái video chúng tôi chia sẻ. Chúc quý vị và các bạn một ngày thật là vui vẻ, thành công. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.